Phụ nữ lẳng lơ, mới quen đã muốn sờ vào những chỗ này của người đàn ông. Bạn thân mến, những người phụ nữ dễ dãi và lẳng lơ ấy thì sẽ chẳng ngại động chạm vào những nơi nhạy cảm trên cơ thể người đàn ông. Một vài cô rất là lộ liễu, sờ vào một vài điểm như là mông, đùi, ngực của người đàn ông mà họ thích. Nếu như ai đó mà có chạm phải thì họ cũng không tỏ ra là mình quá xuồng xã, nhưng cũng sẽ không có những phản ứng dữ dội. Tất nhiên là họ cũng sẽ sẵn sàng nhập cuộc với những ai có nhã ý. Một người phụ nữ đoan trang, tử tế thì sẽ luôn biết cách giữ khoảng cách với người khác giới, nhất là với những người đàn ông đã có gia đình. Ăn nói chừng mực, cư xử rất là lịch thiệp và hòa nhã. Với những người đàn ông đã có gia đình thì lúc nào họ cũng biết giữ lệnh giới nghiêm. Trong khi đó, những chị em phụ nữ đã có sẵn máu dâm trong người, có một chút lẳng lơ phóng túng thì có nguy cơ trở thành kẻ thứ ba. Thường sẽ rất là vồn vã, chủ động xích, sờ mó người đàn ông mà họ đã nhắm trúng. Cô ấy cố tình tạo nên những tình huống đụng chạm cơ thể để có thể bật đèn xanh cho người đàn ông nhận biết tình ý của mình một cách khá là phô phàng. Đây chính là chiêu thức mà cô nàng lẳng lơ nào cũng sẽ áp dụng một khi đã nhắm trúng con mồi của mình, sẵn sàng dùng chính thân xác, dùng chính những sự xúc chạm mời gọi của mình để làm mồi nhử người đàn ông rơi vào lưới tình. Chúng ta hãy cùng xem đâu là những bộ phận mà một người phụ nữ lẳng lơ muốn ve vãn đàn ông, mới quen đã muốn sờ vào. Bộ phận đầu tiên mà những người phụ nữ lẳng lơ đang muốn ve vãn đàn ông, họ sẽ chủ động và tìm mọi cách để có thể sờ vào, đó chính là tấm lưng của các anh. Phụ nữ lẳng lơ mới gặp nhưng mà đều khao khát được chạm vào lưng của người đàn ông, dù chỉ là một cái chạm nhẹ qua lớp áo, cũng thể hiện được rằng người phụ nữ này đang thực sự là gợi tình đối với cánh mày râu. Bởi lẽ lưng của người đàn ông là một vị trí thể hiện sự nam tính rất là mạnh mẽ. Và đặc biệt nếu như những người đàn ông mà sở hữu bờ vai rộng với tấm lưng săn chắc, thì có lẽ các anh chẳng cần phải nói nhiều cũng có thể toát lên được sức hút mãnh liệt của mình với những người phụ nữ xung quanh. Và đây thực sự là một điểm khiến cho người phụ nữ lẳng lơ đang muốn ve vãn đàn ông họ thèm rõ rãi. Thông thường đàn ông ấy, thì tôi biết là các anh chỉ cho phép những người phụ nữ rất là thân cận, những người phụ nữ yêu thương được chạm vào bộ phận cơ thể này. Sự bao bọc, sự che chở hay là cả đặc quyền được trêu đùa và tựa vào khi ngồi sau xe là điều mà đàn ông chỉ mong muốn dành cho một nửa yêu thương của mình thôi. Và với người phụ nữ họ đang muốn ve vãn, đang muốn gọi tình người đàn ông thì họ sẽ tận dụng tối đa vị trí này để có thể bật đèn xanh, tăng thêm sự xúc chạm về cơ thể với con mồi mà cô ta đang nhắm tới. Hai người có thể đi xe cùng với nhau, thế nhưng nếu như cô ta tưởng như những hành động rất là vô ý thôi, nhưng lại là cố tình sờ vào lưng của bạn hay cố tình áp má vào lưng của bạn, thì đây là một trong những dấu hiệu cho thấy người phụ nữ này đang thực sự rất là khao khát muốn được lên giường với các bạn. Bờ môi cũng sẽ là một điểm mà những người phụ nữ lẳng lơ thích ve vã đàn ông không bao giờ bỏ qua nếu như đang muốn thu hút con mồi. Bình thường thì dù thân thiết đến mấy, nếu không phải là người yêu thì chẳng cô gái nào dám đặt tay lên môi của đàn ông cả. Bởi lẽ ai cũng hiểu rằng dù chỉ là một cái chạm rất là nhẹ vào môi thôi, cũng đồng nghĩa với việc là người phụ nữ đang gạ gẫm, đang khiêu khích, đang gạ tình. Và nếu như có hành động này thì cơ bản có thể đánh giá đây chính là một người phụ nữ lẳng lơ, rất phóng túng và cực kỳ dễ dãi, không được đoan chính. Bởi vì bình thường thì giữa nam và nữ họ luôn có những chừng mực nhất định. Khi bàn tay của người phụ nữ họ lướt nhẹ trên đôi môi của người đàn ông, họ biết được rằng chắc chắn cánh mày râu sẽ xao xuyến và khó có thể kìm lòng. Dù là mới quen, mới hẹn hò, nhưng mẫu phụ nữ lẳng lơ cũng sẽ tận dụng mọi cơ hội để được chạm vào môi của người đàn ông. Có thể cô ta tạo ra những tình huống rất là vô tình thôi, như là khi hai bạn có thể dùng bữa cùng với nhau, nếu như môi của người đàn ông chẳng may dính một chút như là hạt cơm hay đôi khi là chẳng cần dính cái gì cả, nhưng người phụ nữ này họ cũng kiếm cớ để được nhẹ nhàng lau, nhẹ nhàng lả lướt gỡ sạch cho các anh, thì chắc chắn là người phụ nữ này đang muốn gạ tình và đang muốn hai người có những bước tiến gần hơn về mặt thể xác. Đây chính là một trong những nơi tiếp theo mà người phụ nữ lẳng lơ phóng túng họ muốn gạ tình không bao giờ họ bỏ qua. Sau môi và sau vai thì vòm ngực cũng sẽ là nơi tiếp theo mà những người phụ nữ lẳng lơ gạ tình họ
họ sẽ muốn được chạm tới, khao khát được sờ tới trên cơ thể người đàn ông. Bình thường thì chị em phụ nữ không vui, có thể tìm đến những người thân thiết để được an ủi, được động viên, được khóc lóc. Thế nhưng chị em phụ nữ nếu như một khi đã muốn nhắm tới một người đàn ông nào thì sẽ tận dụng tối đa vòng ngực để có thể tựa đầu, để mà có thể khóc lóc, tạo ra những tình huống khiến cho người đàn ông họ khơi gợi được sự bao bọc, sự che chở, sự ôm ấp với người phụ nữ ngay trên chính vòng ngực của mình. Đây chính là một hành động rất là thân mật. Và nếu như người phụ nữ này họ chủ động chạm vào vòng ngực của người đàn ông thì phần lớn và có thể gần như khẳng định được rằng cô ấy là một người không nghiêm túc và đang có ý đồ mồi chài các bạn. Một người phụ nữ thông minh ý, họ không bao giờ chạm vào những điểm nhạy cảm trên cơ thể người đàn ông dễ dãi đến như thế đâu. Còn ngược lại, một người phụ nữ mà thực sự đã sờ, đã chạm, đã gục đầu hay đã làm bất cứ điều gì để có thể sờ được vào vòng ngực của người đàn ông thì được khẳng định gần như 100% rằng cô này đang có ý đồ rất lớn đối với cơ thể của các bạn. Một người phụ nữ cứ vô tư mà cứ sờ sạng vào người đàn ông ấy, thì chắc chắn là sẽ bị đánh giá và bị xem thường. Thế nhưng mà lại có một điều ngược lại là không có người đàn ông nào các anh lại không thích hành động này ở người phụ nữ. Mặc dù thâm tâm thì cũng không đánh giá cao những người phụ nữ này đâu, nhưng mà nếu như một người phụ nữ đã lẳng lơ, đã thích vẻ vãn, đã thích sờ soạng một người đàn ông như này thì rất khó mà các anh có thể kiểm soát được cơ thể của mình ngay sau đó. Và vì các anh rơi vào lưới tình của những người đàn bà lẳng lơ này là một điều tôi nghĩ khá là khó khăn. Và các bạn thân mến, thực sự thì tôi nghĩ rằng để mà nhận biết một người phụ nữ đang muốn bật đèn xanh, đang muốn gạ gẫm mình thì không phải là một điều quá khó với cánh mày râu. Nhưng vấn đề lại là ở chỗ mà các anh có thể kháng cự lại những cám dỗ này không mà thôi. Một người phụ nữ lẳng lơ phóng túng ấy, thì họ không thiếu những tín hiệu họ phát ra để mà mồi chài người đàn ông. Và đương nhiên là bản thân họ cũng sẽ phát ra rất là nhiều những tín hiệu khác để mà bạn có thể nhận biết được một phụ nữ này. Giống như là kiểu cô ta rất là mập mờ với rất là nhiều những người đàn ông khác. Người phụ nữ không nghiêm túc ấy, thì trong lòng luôn khắc khoải. Họ không hài lòng với việc dồn tâm trí vào một người đàn ông nào cả. Họ thích răng cái lưới rộng nhất có thể. Không quan trọng là có thành công hay không, họ chỉ thích đi dạo giữa những người đàn ông khác nhau và tận hưởng cảm giác quan tâm, cảm giác chiều chuộng, cảm giác cung phụng và những cảm giác đê mê nơi chân gối. Một người phụ nữ nghiêm túc ấy, họ có tính hơi bảo thủ một chút. Họ biết nên làm gì và không nên làm gì. Nếu không thích thì sẽ dứt khoát, không dây dưa với bất cứ ai. Họ luôn để ý đến lời nói và việc làm của mình, không mập mờ với những người khác giới. Thế nhưng những người phụ nữ lẳng lơ thì lại không như vậy. Họ thích mập mờ với nhiều người đàn ông. Anh này ả ơi một chút, anh kia mai đi chơi một chút. Miễn sao có thể phục vụ, chiều chuộng và cung phụng họ là được. Phong cách ăn mặc quá gợi tình khi chỉ có hai người cũng có thể giúp cho bạn nhận biết đây là một người phụ nữ đang muốn gạ gẫm. Một người có gu ăn mặc riêng để tôn lên tính cách và sở thích của mình. Thực ra thì những người phụ nữ ăn mặc gợi cảm cũng không phải ai cũng là những người phụ nữ lẳng lơ. Thế nhưng phần nhiều, những người con gái, những người phụ nữ ăn mặc quá hở hang, khoét sâu cái ngực hay là tôn lên vòng ba của mình một cách quá đà, khi mà chỉ có hai người thì có thể khẳng định được rằng phần lớn đây là những người rất là sexy, rất là thiếu chừng mực thì sẽ đào hoa và kém chung thủy. Có những cô nàng có những gu thời trang táo bạo nóng bỏng nhưng mà lại là gái ngoan chính hiệu. Cũng có những cô ăn mặc trông rất là kín đáo nhưng lại bản tính dâm đãng vô cùng. Thế nhưng phần lớn là những cô ăn mặc gợi tình, những cô khoe mông khoe ngực quá đà lộ liễu thì đều là những người có nhu cầu rất là cao về mặt chăn gối. Và đương nhiên là họ cũng sẽ là những người đào hoa, những người luôn mong muốn, luôn khao khát được sự chiều chuộng của nhiều người đàn ông. Những người phụ nữ không giữ khoảng cách khi tiếp xúc, giống như những dấu hiệu chúng tôi vừa chia sẻ, những bộ phận mà cô ta thích sờ vào người đàn ông như vậy, thì càng là một dấu hiệu cho thấy khẳng định 100% người phụ nữ này đang rất là có tình ý và rất là muốn gạ gẫm bạn. Phụ nữ có khí chất ý, thì không bao giờ họ làm những điều gì khiến phẩm mạnh, khiến nhân cách của mình bị ảnh hưởng bởi những hành động, những lời nói ả ơi ấp ở. Tất nhiên là cô ấy sẽ càng không cho đàn ông cơ hội đụng chạm vào cơ thể mình. Đây là lý do vì sao mà những người phụ nữ đoan chính họ sẽ luôn giữ khoảng cách an toàn với những người khác phái khi giao tiếp. Trong khi đó thì mẫu phụ nữ lẳng lơ
có nguy cơ trở thành kẻ thứ ba thường rất là vồn vã, chủ động xích lại, chủ động sờ soạng một người đàn ông mà họ đã nhắm trúng. Cô ta sẽ cố tình tạo nên những tình huống dở khóc dở cười hay là những tình huống rất là vô tình thôi để được đụng chạm cơ thể, bật đèn xanh để đàn ông nhận biết tình ý của mình một cách khá là lộ liễu. Đây cũng chính là những chiêu thức mà người phụ nữ không đứng đắn sẽ áp dụng. Họ sẵn sàng dùng chính thân xác, dùng chính những ngón tay, những bộ phận trên cơ thể mình để làm mồi nhử cho người đàn ông. Các bạn thân mến, đúng là nếu như những người phụ nữ truyền thống họ thường bó buộc mình vào những quy tắc, những nề nếp, thì những người phụ nữ dễ dãi, có lối sống phóng khoáng thường xem nhẹ mọi thứ, dễ chịu và dễ chiều với mọi quyết định và mọi mối quan hệ. Họ thường không câu nệ hay cũng không phải giữ ý, gò bó theo một khuôn khổ hay một nguyên tắc nào, sẵn sàng đi chơi thâu đêm, nhập cuộc bất cứ một cuộc vui nào, sẵn sàng trò chuyện, sẵn sàng lên giường với bất cứ một người đàn ông nào họ thích. Họ có thể chen chân vào gia đình người khác, nhưng từ bỏ cũng rất là dễ dàng. Với tiếp phụ nữ này thì đàn ông rất là sợ lấy nhầm làm vợ. Và hy vọng rằng với những lời chia sẻ trong video ngày hôm nay có tiêu đề những bộ phận mà chị em phụ nữ lẳng lơ, dâm đãng, mới quen đã muốn sờ vào của người đàn ông, các bạn cũng có thể nhận biết được mẫu phụ nữ tai hại này để có thể có những sự lựa chọn đúng đắn cho mối quan hệ của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Các bạn còn muốn chúng tôi chia sẻ những vấn đề, những chủ đề nào trong cuộc sống, trong hôn nhân gia đình hay không? Đừng quên để lại những suy nghĩ của mình ở dưới phần bình luận của video này nhé. Kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe lời tâm sự chuyến công tác bên người tình cũ. Gần đây cứ đến nửa đêm là tôi thường xuyên lang thang trên mạng tìm kiếm những sự đồng cảm của người xa lạ. Thật sự ngoại tình đã khiến tâm trạng tôi rối bời. Có lẽ sự khó chấp nhận khi một người phụ nữ đã có chồng có con lại ngoại tình. Tôi tham gia vào một vài hội nhóm kín trên Facebook, nơi mọi người ở đây chia sẻ những câu chuyện khó nói của bản thân mình. Thực sự đây giống như là một thế giới dành riêng cho tôi vậy. Rất nhiều những người phụ nữ ở đây đều có câu chuyện riêng của chính cuộc đời mình. Đa phần họ đều dùng những tài khoản ảo, nhưng tôi tin rằng những câu chuyện của họ là thật. Chúng tôi hòa mình vào những câu chuyện của nhau. Cứ thế, tôi và họ đều nấp sau những góc khuất của cuộc sống hàng ngày. Mối tình thời sinh viên khiến tôi và anh khó có thể quên được nhau. Thời điểm đó chúng tôi rất nghèo. Chính vì sự khó khăn ấy đã khiến cho tình cảm của chúng tôi càng bền chặt. Chỉ cần một giây một phút gần nhau thôi, dù có thiếu thốn vật chất, chúng tôi vẫn cảm thấy vui. Những tưởng mối tình đẹp của chúng tôi còn tiếp diễn, một đám cưới nhỏ sẽ thật viên mãn biết bao nhiêu. Chúng tôi đều tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân trên tay. Tôi may mắn xin vào được một tập đoàn đa quốc gia với mức lương mơ ước của biết bao nhiêu sinh viên vừa mới ra trường lúc đấy. Sẽ chẳng có gì nếu như anh không quyết định ra nước ngoài tiếp tục học để lấy bằng thạc sĩ. Chúng tôi vui vẻ chia tay nhau trong êm đềm, bởi vì cả tôi và anh đều hiểu rằng trước mặt chúng tôi có quá nhiều những áp lực về cơm áo, gạo tiền và còn khoảng cách địa lý nữa. Sự luyến tiếc cứ say dứt trong tôi. Thật sự, anh luôn là người mà tôi yêu thương nhất. 6 tháng kể từ ngày anh ra nước ngoài, tôi có mở lòng và quen người chồng hiện tại. Chồng tôi không điển trai, cũng không giỏi giang nắm bắt tâm lý của phụ nữ như người yêu cũ. Tôi nhận lời yêu anh chỉ vì thời điểm đó tôi quá yếu đuối, tôi cần một bờ vai để dựa vào. Bẵng đi một thời gian, tôi và chồng hiện tại kết hôn. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi cũng mờ nhạt như lúc chúng tôi yêu nhau vậy. Không nồng nàn, không mãnh liệt như chuyện tình với người yêu cũ. Mọi chuyện chỉ thực sự xảy ra khi tôi gặp lại người yêu cũ tại một buổi hội thảo khoa học trong một khách sạn nổi tiếng. Nhìn anh đứng phát biểu giữa hàng trăm con người, tôi mới nhận ra đây mới là người khiến cho tôi hạnh phúc. Nhiều năm qua đi nhưng anh vẫn thế, vẫn khuôn mặt thư sinh, vẫn nụ cười luôn nở trên môi, cặp mắt híp lại khi bị ai đó trêu chọc. Chúng tôi vô tình chạm mặt nhau trong buổi trưa hôm đó trong nhà hàng của khách sạn. Anh chủ động lại ngồi gần bên tôi. Bao nhiêu kỷ niệm được tôi và người yêu cũ nhắc lại trong bữa ăn, dường như sau gần ấy năm, chỉ có anh mới khiến con tim tôi nhộn nhịp lại đến như vậy. Chính là cảm giác này, lâu lắm rồi tôi mới được cười nhiều. Và lần đầu sau gần ấy năm kết hôn,
tôi mới được tận hưởng lại bầu không khí hạnh phúc và hưng phấn. Anh và tôi vẫn giữ liên lạc với nhau sau hôm ấy. Dù bận nhưng anh vẫn dành thời gian cho tôi. Anh vẫn vậy, vẫn độc thân, cũng giống như tôi. Anh vẫn không thể tìm được một ai khác thay thế. Và chuyện gì đến cũng đã đến. Sau vài lần hẹn hò bí mật, chúng tôi đã đi qua giới hạn của một mối quan hệ bạn bè thông thường. Đâu là những lối thoát cho ham muốn của bản thân tôi nữa đây. Tôi bảo chồng tôi là sắp tới tôi phải đi công tác 2 tuần. Thực ra là tôi đi cùng anh, tay trong tay, chúng tôi đi du lịch cùng nhau, đạp đổ những giá trị đạo đức. Chúng tôi quấn lấy nhau trong khách sạn như những ngày đầu tiên yêu nhau vậy. Giây phút ấy tôi ngủ vùi trong đam mê. Thứ tôi cần thấy chỉ là thân xác anh, người yêu của tôi. Những cảm xúc về thể xác đã chiếm trọn lấy tâm lý của tôi lúc đó. Tôi về nhà lúc nửa đêm sau khi kết thúc chuyến công tác cùng với người tình. Mở cửa vào nhà, cứ ngỡ trước mặt tôi là một bãi chiến trường bừa bộn của chồng của con. Nhưng ngược lại, lại là sự ngăn nắp và gọn gàng. Tôi đoán rằng trong những ngày qua, chồng tôi cũng đã cố gắng rất nhiều để cân đối thời gian giữa việc nhà và việc công ty. Mở cửa phòng, tôi nhìn thấy chồng đang ôm con ngủ. Lặng nhìn chồng và con một lúc, lý trí của tôi bất chợt tỉnh giấc. Tôi đang làm gì thế này? Có phải tôi đang tự mình đạp đổ hạnh phúc của mình hay không? Nhiều ngày sau đó tôi như người bất hồn. Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu. Tôi không thể tập trung vào làm công việc gì được nữa. Cũng thời gian này, người yêu cũ liên tục động viên tôi bỏ chồng bỏ con để theo anh sang bên nước ngoài sinh sống, sống một cuộc sống hạnh phúc chỉ có 2 đứa. Thật sự tôi không biết phải làm thế nào nữa. Con nên từ bỏ tất cả, chạy theo thứ tình yêu muộn màng của mình, hay lại không nhận ra đâu mới chính là hạnh phúc của mình. Tôi thật sự quá bối rối. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.